Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của chú Chè Bông nha. Cả nhà ơi, thì vừa rồi nè, mấy hôm rồi thì em có giới thiệu với chúng ta cái đó là cái mặt hoa của cúc bạch mai ha. Thì hoa cúc bạch mai nó tầm khoảng 30 mấy cánh nha cả nhà, tầm khoảng 20 mấy đến 30 mấy cánh. Thì cả nhà đã biết rồi, bạch mai thì nó có rất là nhiều loại bạch mai ha. Tuy nhiên á thì các cái loại kia nó tầm khoảng 5 đến 8 cánh đến 12 cánh. Chỉ có một cái loại cúc bạch mai duy nhất là tầm khoảng 20 mấy đến 30 mấy cánh nha cả nhà. Và đây ha, đây thì em sẽ quay cây cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó, cây hôm nay là tương đối lắm rồi nè cả nhà. Đó, tương đối lắm rồi ha. Này nó lớn rồi nè, cành nhánh nó có ha. Và lưu ý cả nhà, lưu ý là cái bạch mai này á, khi đọt nó ra là đọt hồng như thế này, nhưng mà sau khi già thì nó sẽ chuyển màu xanh nha cả nhà. Nó xanh cẩm thạch như thế này nha. Chứ để nhiều khi nó cũng ra xanh, nhiều khi nó ra hồng. Chứ còn bên em bán thì đảm bảo giống 100% nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nè, khi già nó sẽ chuyển sang màu xanh ha. Đó, đây nè, màu xanh tươi luôn á. Rồi, đây, rễ thì được ghép trong các cái gốc xử lý rễ rất là đẹp cả nhà. Đây thì có bí ba muối nè, rồi lò xo, rồi hình này hình kia đủ loại ha. Cây thì tương đối rồi, đây nó cũng đã ra nhánh rồi nè. Đó, cây rất là đẹp. Giá thì em bán vẫn như cũ, không có thay đổi, là 300.000 một cây. Đó, bên em sẽ ship, nếu mà chúng ta lấy một cặp thì bên em sẽ tính 550 nha. 550 một cặp nha cả nhà. Đó, đây ha. Đây nè, cả nhà nhìn nè. Đó, cây rất là đẹp nha. Cái này là bạch cúc bạch mai nha cả nhà. 300.000 một cây. Nếu mà chúng ta lấy một cặp em tính 550 nha. Bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đây ha, hàng cúc bạch mai nha. Rễ nè. Có lò xo, trái bí đủ kiểu hết. Đây, cả nhà nhìn nè, rễ đẹp không à nha. Đó, cây thì như thế này ha. Sinh trưởng mạnh lắm nha. Rất là màu lớn nha cả nhà. Rồi, tiếp theo. Ngoài cái cúc bạch mai thì em có một cái loại, đó chính là tiếng ngô vông chừng, loại hit hot hòn hột đây cả nhà. Loại này thì phải nói là đang rất là hot thị trường hiện nay luôn ha. Đây cả nhà nhìn nè, bây giờ ở dưới chân của nó ha, nó đang ra những cái nụ kim nhỏ cả nhà. Thì cả nhà đã biết rồi, hôm Tết em có giới thiệu với chúng ta là một cái cây đó nó nở y như là cái hoa, cái nụ của nó y như là tổ ong luôn ha. Thì cả nhà nhìn nè, biết nè, đó ở dưới chân gốc của nó có nụ kim chỉ lên luôn đó. Rồi cây này thì ngày hôm nay em bán với giá là 200.000 một cây nha. 200.000 một cây. Nếu mà chúng ta lấy từ hai cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Đó, đây cả nhà nhìn nè, nó có mấy cái nụ kim nhỏ rất là nhiều ở dưới chân nha. Đó, đây ha. Cây nó như vậy nha cả nhà, em đảm bảo chất lượng giống cho chúng ta nha. Đó, vậy chúng ta cũng cơ bản lấy được một ít ba nha cả nhà, lấy được một ít ba ha. Rồi, giá là 200.000 nha. Hai cây bên em bao ship, 10 cây bên em tặng một ha. Đó, cả nhà em sẽ lựa những cái cây này nè. Đó, cả nhà nhìn thấy không, cái nụ của nó Tết là nụ nó vậy nè, như ở dưới chân á cả nhà, nó nhỏ nó đeo đặt hết y như cái tổ ong ruồi luôn ha. Rồi, giá là 200.000 nha. Nếu chúng ta lấy hai cây bên em bao ship và 10 cây thì vẫn có tặng một nha cả nhà. Đó, đây cây này cứng cáp rồi ha, lấy bao được luôn rồi ha. Rồi, nếu mà thích loại nào alo cho em nha cả nhà ơi.